Rồi hôm nay thì gia đình có tổ chức lễ ăn mừng Giáng sinh, có tổ chức 5 bàn, có mời chỉ trong vòng họ bà con anh em trong nhà thôi. Thì đây là xe chở đồ ăn, bàn ghế rồi đến. Bây giờ là rất là tiện, mình chỉ đặt đồ ăn rồi tới giờ họ đem đến thôi, thì không cần nấu nướng gì hết, ăn xong rồi họ đem đi dẹp luôn. Đó, giờ chảy mâm ra chuẩn bị đãi thôi. Ở đây còn đây đồ ăn ở trên đây là gì em gọi hả? Này mực. Bây giờ là người ta chỉ đem đồ ăn tới cho mình, sắp xếp bàn ghế dọn ra ăn thôi, thì cũng tiện ha. Bữa hôm mình đặt mấy món nhưng mà mượn quên này. Tầm 11 món. Lẩu rồi. Bây giờ họ gì họ dọn ra thôi. Bà con cháu bà con về tới chơi. Có mời chú Hùng không em? Không thấy không? Hai nữa ta. Còn cái này là gì? Cái lẩu hả? Bé chốt. Chưa có gì hết. Ở đây. À B. Rồi này là lươn cuộn thịt ba chỉ. Lươn ôm. Cuộn đó. Con chiên này. Mực chiên hấp này. Còn ở đây là tôm tâm chiên. Còn ở đây là lươn ôm. Lương ôm lên cuộn thịt ba chỉ. Lương cuộn thịt ba chỉ ôm chuối gì đó phải không? Gà đi bộ. Món này là gà đi bộ. Xôi. Bên đây là mực hấp. Mực hấp. Còn bên đây là gì giờ thấy? Cá này ăn với gì? Cá nhúng mẻ với rau bắp chuối. Cá nhúng mẻ với rau bắp chuối. Còn mấy cái món phụ bên đây là xôi. Xôi, còn bên đây là giống như bánh ướt vậy đó ha. Đúng rồi, bánh ướt. Bánh ướt. Xôi cái mà nhìn hấp dẫn em. Còn đây là món này là cái gì đây? Rồi có nó đãi rượu luôn ha. À, của mình ha? Dạ, con Binh của họ. Của ta đó, anh nhà ta mua thêm. Rửa bia ta mua thêm được. Dạ. Hôm nay thì con cháu về đông đủ, nhưng mà cũng thiếu vài người. Ở đây là có 5 mâm. Đây là con bát. Dạ, con. Còn bên đây là gì đây? Còn bên đây là món gỏi. Dạ, bà Vũ. Còn cái này là cái nước súp ha? Nước súp để ăn cá thơm quá nè. Bà Vũ ra đây là bà gái ướt, gái lớn đâu mất tiêu rồi. Chúc vậy Hóa chắc giống ba phải không? Dạ. Nhìn không giống mẹ. Không, cả nhà giống ba hết. Nhìn không giống giống cô. Nha nha, đây đây nè, quay cho bố Hương coi xem nè. Còn bé kia đâu? Còn đứa nữa đâu? Thằng là mấy lão tiền bối ngồi đây. Sư gia cái gì với mử với o phải không? Nãy giờ chưa thấy món gỏi ha. Salad. Thêm món salad nữa nè. Ok. Nhân dịp Giáng sinh, vợ chồng và gia đình con về Việt Nam thăm mẹ và anh chị em và bà con họ hàng, thì hôm nay cũng là ngày vui mừng Chúa ra đời, thì mình có bữa tiệc nhỏ nhỏ để anh em và suy gia gặp gỡ rồi cùng ăn mừng lễ, thì chúc mọi người một mùa Giáng sinh và một năm mới sắp tới được thật nhiều sức khỏe và được nhiều ơn Chúa, cuộc sống luôn được thành công trong mọi lĩnh vực. Thì
khoảng tuần sau thì gia đình sẽ rời miền Bắc đi vào miền Nam, thì anh chị em ở lại mảnh giỏi. Kính thân được là nhân dịp về gia đình anh chị về thăm quê hương, cũng là nhân dịp này để dẫn đến anh chị tổ chức cái giờ tiệc để được các o rồi là các bà rồi các gì rồi anh em con cháu trong gia đình. Và bây giờ ta cùng chúc nhau một buổi chẳng sinh nhan lành, một mọi thứ tốt đẹp nhé. Đây, xin phép làm dấu này. Nhân đức cha và con và thánh thần amen. Chúng con lại được Chúa Trời xin Chúa làm phép lành cho chúng con và những có ơn bởi lòng đồng đời cho bán cho chúng con dùng nghi thức Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Amen. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời các vô cùng vì mọi thứ lành này xuống cho chúng con xưa nay và xin Chúa thương cho các cái nhân kẻ chết được nghĩa ra bằng yên. Amen. Cha và con và thánh thần. Amen. Con người. Nghe bia để lấy cái ly vỏ đá. Mở ra ăn chứ. Trời ơi. Đây là bàn của Nhi Đồng hả? Bàn Nhi Đồng bên đây hả? Đây. Đây ra hành đi hòa. Tạo ngồi đâu Tạo? Ai uống bia không lấy sang. Ừ. Đá có chứ, nó không có đủ. Cấp đại cục. Còn bên đây là bên đây là đấy nha. Thế. Còn bên đây là dâu đây, dâu đây nè. Hai hàng dâu. Đây là em Út nè. Cái này là dâu Út nè. Ơi mày đây với lại cái Út ngồi luôn. Có thì chừng nào có anh em giống như mỗi vài tuần mà để chúc mừng để anh chị này. Ừ đây đây. Dâu nữa nè. Vui vẻ với nhắn nha. Ok. Yo. Là cháu dâu. Đây còn cô này nè, nàng dâu kế Út nè. Rồi ăn đi mấy đứa đừng đợi chị. Xôi rồi kìa, mở cái lẩu ra. Rồi gỡ mấy cái này ra. Ủa cái lớp mình phải sáo nó lên ha. Rồi mỗi. Đây. Bất chấp mà những khi mà hiệu của nó quanh nó đông có ở 8 mét rồi. Cái nơ đà nơ chứ mà bấm chuột đó là chỉ cho chị là đi lấy cửa bọn từ nhỏ nó cũng đi mòn ăn kem rồi để làm vài mạch cho hết đủ tiệc cũng đã tàn, xe cung cấp thức ăn cũng dọn dẹp và chở bàn ghế
chén dĩa về, hiện giờ vẫn còn vài người khách ở lại, con cháu trong gia đình. Rồi đây còn mấy mỡ, mấy cô còn ở lại đây.